Xin chào tất cả mọi người đã đến với số Q&A thứ tư, một trong những series để có thể của Hacom để giải đáp tất cả những thắc mắc của mọi người liên quan đến công nghệ và giúp cho các bạn giải quyết được các vấn đề về công nghệ trong cuộc sống. Đúng rồi, và series này thì được phát sóng vào tuần thứ hai và thứ tư của mỗi tuần, và thứ bảy anh em nhé, tối thứ bảy. Và những cái tối đấy chúng mình sẽ trả lời mỗi tháng tuần thứ hai và thứ tư của mỗi tháng để chúng mình trả lời những câu hỏi của các bạn. Và tất nhiên rồi, chúng ta bắt đầu mỗi tuần chúng ta sẽ có mỗi chương trình chúng ta sẽ có khoảng tầm 6 câu hỏi. Vì nhiều quá thì lại bị nhiều thời gian quá, đúng không ạ? Dài quá. Thế là hãy chóng chóng bắt đầu bằng câu hỏi đầu tiên đi. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Huy Lê Đức. Bạn ấy có câu hỏi đó là: anh ơi, cho em hỏi, laptop của em là Neutral 5 bây giờ phát wifi máy không vào được mạng là sao và cách khắc phục như thế nào? Câu hỏi này cũng không rõ lắm nhở. Ý là máy của bạn ấy sau khi mà dùng cái laptop đấy để phát wifi thì cái laptop đấy không lên được mạng nữa, hay là những cái thiết bị của các bạn ấy không bắt được wifi từ chiếc laptop đấy. Bây giờ chia ra hai trường hợp đi. Nếu như là chiếc laptop đấy sau khi phát wifi tự nhiên lại không có mạng nữa, có thể không có mạng làm sao mà phát được wifi? Không có mạng thì nó vẫn cứ phát thôi, và nó sẽ ví dụ như cái thiết bị mà kết nối nó sẽ ghi là hiện tại máy này không có mạng. Kiểu là wifi xong hỏi chấm. Đúng rồi, kiểu là chữ y. Chấm than. Chấm thủng kiểu đấy. Và nếu mà thế thì như thế thì em nghĩ sẽ phải là cài lại driver, đúng không? Chị có nghĩ là nên cài lại driver không? Cài wifi đúng không? Cài lại driver wifi. Với cả nếu mà không ấy thì mình cũng hình như là cũng là hợp trường hợp này rồi. Tức là em gặp một lần rồi là kết nối với cả cái kính của em với cả cái máy tính ấy thì sẽ phải cùng một băng tần với cả cục router thì nó mới phát được. Tức là kiểu ví dụ như là băng router của bạn phát ra băng tần là 5GHz thì máy tính của bạn cũng phải set là 5GHz. Còn nếu router để 2.4 thì máy tính cũng phải set là 2.4 anh em nhá. Thì đấy, hai cách, một là cài, hai là chỉnh lại băng tần. Thế là xong rồi. Cái cách chỉnh lại thì các bạn chỉ cần vào cái phần gọi là edit của cái phần wifi đấy, chuột phải đúng không? Đấy, sau đó chọn vào cái network band, sau đó chọn cái băng tải tần, một là 2.4GHz hoặc là 5GHz là được. Đấy, một trong hai cách bạn thử nhá. Còn được hay không thì có thể để lại comment ở dưới video để cho chúng biết là các bạn đã thực hiện được. Đúng vậy. Đã thành văn công đấy. Okay. Khá đơn giản câu hỏi này. Câu hỏi thứ hai đi Hoàng. Uầy, của bạn A Beautiful Life, đời đẹp lắm em ơi. Thì nó sẽ có, đây là CPU. Bạn ấy có CPU i3-10100F với cả 1060T có ổn không? Và làm sao để xóa sạch driver cạc cũ để gắn cạc AMD mới? À đâu, gắn cạc mới rồi, không phải cạc AMD. Thì cái combo mà bạn đang nói đây đó là i3 với cả 1660T nhá. Rất là ngon, rất là ổn nhá. Bây giờ rất nhiều anh em bây giờ đang sử dụng cái combo như thế. Còn nếu mà bây giờ bạn muốn cài lại driver đúng không? Thì mình cũng đã nói nhỏ nhẹ ở số Q&A trước. Thì để cài ấy, thì bạn tải một cái phần mềm tên là DDU cho mình, Display Driver Uninstall, ở trên gọi là Tech Power Up ấy, hoặc là một số các diễn đàn họ đều có cái phần tải. Tiếp theo nữa là bạn boot cái Windows của bạn vào trong Safe Mode. Safe Mode tức là cái chế độ không hề load driver một chút nào cả. Và chế độ đấy thì sẽ không load cả Windows driver này, cả mạng mủng cái kiểu này, và bạn có thể gỡ driver ở chỗ đó, nó sẽ clean đến vô văn cùng luôn, nó sẽ không còn lại một dấu tích gì cả cũ cả. Nên là cứ thế mà làm nhá. Đấy, nói chung là cái phần mềm có tên là DDU, viết tắt là như thế, thì các bạn có thể cứ Google để tra và sau đó tải về, và nói chung là hướng dẫn sử dụng các thứ nó cũng rất là dễ dàng. Đúng thôi cái phần đó. Và những bạn nào cái đấy thì nó có dùng cho tất cả các linh kiện khác được không, hay chỉ cả màn hình? Cả màn hình với cả audio nữa, cả audio. Cả audio, ok. Đó, một giải pháp rất là tối ưu nha. Hôm nay những câu hỏi có vẻ khá là ngắn gọn nhỉ? Đơn giản, dễ nhàng và dễ dàng đúng không? Đúng vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3 đến từ bạn El Sơn Bùi 82. Chào Lương Sơn Bùi, Lương Sơn Bạc. Ok, bạn ấy hỏi là Men Z690 Gaming XV 1.0 có gắn được vào VGA HD 7850 không? Wow. Thứ nhất là cái con VGA này cũng cái tên cũng khá là đặc biệt đấy. Con VGA này nếu mà chị Phương chưa biết thì đây là một con cạc màn hình của AMD khá là cũ rồi. Đây là con cạc mà đã sản xuất từ nhiều năm trước và bây giờ đã không còn được hỗ trợ bởi AMD nữa. Thế nên bạn ý đang lo lắng là cái máy này nó sẽ không cắm được. Nhưng mà không sao nhá. Cái mainboard này không cắm được. Nhưng mà không sao, bởi vì chiếc cạc của bạn ấy, chiếc HD 850 ấy, nó vẫn sử dụng PCIe 3.0 x16 và cái chuẩn đấy thì nó cơ bản bản rồi. Máy nào cũng có, chị Phương thấy không? Đúng rồi, main, trước main thì nó sẽ có rất là nhiều main có hỗ trợ về cái 3.0. 4.0 thì có main không có, chứ 3.0 thì hầu hết là tất cả main nào có. Main nào cũng hỗ trợ được, kể cả máy bạn là PCIe 5.0 vẫn hỗ trợ ngược lại về 3.0 được. Nên là thoải mái, không hề có vấn đề gì hết nhá. Ok, may nhá. Thế thì nó cũng khá là tiện lợi nhờ, ví dụ như là họ đã có suy nghĩ dành cho người dùng hơn ấy. Nghĩa là một chiếc main thì có nhiều cái sự lựa chọn về PCIe ấy, có cái cao cấp nhất và sau đó sẽ có những cái giải pháp thấp hơn để cho những bạn là sử dụng những cái linh kiện cũ, cạc đồ họa cũ thì có thể vẫn sử dụng được trong chiếc main đấy. Chỉ có mỗi một loại cạc là cạc PCIe thì không cắm được thôi. Tức là một chuẩn cũ hẳn luôn đấy, cũ lắm, cũ vô cùng rồi. Không có chữ E đấy, nên là cái chuẩn đấy thì không cắm được. Còn cứ PCIe là kiểu gì cũng cắm được anh em nhá. Ok, rất đơn giản.
Rồi, câu hỏi số 4. Wow, sao này cay nhanh quá ta. Câu hỏi số 4, câu hỏi này đến từ bạn Kaiser. Đó là VGA lỗi quạt không tự quay. Có nghĩa là bạn ấy có một cái con là 1060 này, quạt nóng lên đến nóng lên đến 50 độ nhưng mà quạt không quay. Sau đó bạn ấy phải bật là afterburner để nó lên nó mới quay được. Thì không biết là đây là lỗi gì. Đấy, bạn ấy cũng có trình bày rất là rõ là ví dụ như chạy 70% mà nóng 82 độ thì có nên tháo ra và thay kem tản nhiệt. Cái này là một câu hỏi phụ à? Có nghĩa là cái quạt đấy chạy lên đến 50 độ thì nó chưa chạy. Đấy, nhưng mà trên 50 độ thì nó chạy. Và nếu mà máy chạy tải 70% mà nóng hơn 82 độ thì có cần thay kem tản nhiệt không? Ui chà chà, đây là hai câu hỏi đúng không? Và là hai câu hỏi đấy, bây giờ mình sẽ trả lời từng câu một. Đầu tiên đó là về câu cái con này tại sao nó lại không lên đúng không? Thì tại vì đơn giản là ấy, những cái cạch màn hình mới bây giờ là nó có thể chế độ là silent mode, tức là nó sẽ im lặng vô cùng đến khi mà máy của bạn đến một cái mức nóng nào đấy. Với một số hãng thì là 40 độ, còn với một số hãng, đa số các hãng thì sẽ là 50 độ, tức là dưới 50 độ thì sẽ là im ăn lặng luôn. Như có vẻ như là các Kiga Bay thế. Thì sau 50 độ nó sẽ tăng lên, anh em có thể chỉnh cái này thông qua cái phần mềm như bạn đã là bật phần mềm afterburner và bạn chỉnh vào cái phần fan control nhá, xong bạn bật vào cái custom fan control để có thể set một mức ổn áp hơn nhá. Còn với đa số dưới 50 độ thì không vấn đề gì đâu, bạn có thể để nó một cách mặc định như thế, mình cảm thấy là ok rồi. Với cả là theo như chị biết thì những cái gọi là cái tiện ích đấy thì nó khá là hợp lý thôi đúng không? Nó tiết kiệm về năng lượng cho mình, với cả thêm nữa là nó không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn ấy. Đúng rồi. Dưới 50, thực ra là kiểu dưới 80 độ mà người ta vẫn coi là một cái nhiệt độ chơi game mát mẻ cơ mà các bạn đúng không? Ổn áp, không vấn đề gì cả. Ừ đấy, thế nên là dưới 50 độ vẫn rất là mát rồi, và lúc đấy thì không cần thiết là cái quạt của bạn phải hoạt động. Thế nên là mình nghĩ là bạn không nên sửa, là bạn cứ để như thế thì nó sẽ tốt hơn cho cái cảm màn hình của mình, nó không phải hoạt động mà, nhiều. Như những gì mà nhà sản xuất yêu cầu đấy, muốn đưa cho bạn ấy. Thì là nó đã rất tốt rồi. Họ đã test như thế là chuẩn rồi. Còn nếu mà cả bạn hỏng do thế thì bạn đổ lỗi nhà sản xuất nhá. Bạn đúng rồi, đây là tính năng của họ mà, đúng không? Đấy. Còn với câu hỏi thứ hai đó là ví dụ như là bạn ấy bảo là chạy với lốt 70% mà lên 82 độ thì có nóng quá không, có phải chạy cao cả nhiệt không? Và nếu bạn muốn nó mát mẻ hơn thì lúc mà mang đi bảo hành thì hoàn toàn bạn có thể tháo ra và có thể tra lại keo tản nhiệt. Cái này nó thuộc về cái kiểu trong quá trình sử dụng mình bảo hành nó, mình giữ gìn nó như thế nào thôi, chứ thực ra thì nó cũng không phải là bắt buộc ấy. Có nghĩa là bạn nên thay thôi chứ không bắt buộc là bạn sẽ phải thay đó. Nói chung là khả năng cao là quạt bạn đang dính rất là nhiều bụi này, cái máy tính của bạn ấy, cái cảm ảnh của bạn đang dính rất là nhiều bụi, thế nên là quạt nó hoạt động không tốt nữa, cái tản nhiệt heat sinh của nó hoạt động nó không tốt nữa. Thứ hai là nếu mà do là cái cạc bạn quá nóng thì bạn có thể tăng cái mức quạt ở trong afterburner lên. Đấy, lên ví dụ như chẳng hạn là đến 60 độ là đã lên 100% rồi, tức là nó rú hết lên ấy, thì nó sẽ vẫn giúp cho máy của bạn mát thôi. Nhưng mà sẽ đấy là một cái giải pháp nó khá là thế, nên nó hơi hại cái cảm của mình ấy. Hơi hại cái quạt. Nó bắt cái sản phẩm, cái linh kiện này nó phải hoạt động nhiều đấy. Hơn. Còn và tiếp theo cuối cùng là giải pháp cuối cùng là bạn đem đi tra keo tản nhiệt ở một chỗ đấy họ còn uy tín một chút, có thể do qua hai con chúng mình thì mình sẽ hỗ trợ nếu mà các bạn đã hết bảo hành rồi. Ví dụ như là bạn vệ sinh máy thôi, chúng mình cũng có thể hỗ trợ tra keo tản nhiệt cho các bạn, có khi chỉ mất cả thêm CPU cả. Hình như là chỉ mất thêm mấy chục tiền để mua cái keo đấy thôi, chứ còn cái công thay là hoàn toàn miễn phí. Nếu mà hết sạch keo, còn nếu mà chúng mình có sẵn thì chắc là chúng mình cũng sẽ thay free cho bạn thôi. Nói chung là khá là tốt đấy. Bạn này cũng khá là quan tâm đến máy móc của mình và kiểu đúng là dùng đồ một cách rất là cẩn thận đấy nhỉ? Đúng rồi, nói chung là những người quan tâm về công nghệ thì họ sẽ muốn đồ của mình một cách chuẩn chỉnh nhất, một cách xịn sò nhất. Đúng. Và có vấn đề là họ hỏi luôn đấy. Đúng, chứ rất nhiều, để ý đến sản phẩm. Chứ nhiều người là người ta kiểu máy tính 100 độ xong rồi dùng thế lát người ta cũng chả kêu gì. Đồ nữ dùng kỹ à? Đúng rồi, đồ nữ dùng kỹ đấy. Ok, đến câu hỏi tiếp theo đi Hoàng. Câu hỏi này khá là dài đấy. Ui rồi, mọi người cho mình hỏi là lúc hại bạn ấy trình bày rất là rõ hoàn cảnh. Lúc 21:31 và 29 giây thì thằng bạn mình chơi game một hồi, gấp nó tắt công tắc đằng sau cây, tức là tắt ở cái nút nguồn ấy, và sau tầm 2 tiếng nó khởi động lại thì xuất hiện lỗi automatic repair, nó bấm reset vài một hồi thì được vào desktop, nhưng mà xuất hiện rất nhiều nhiễu, mũi màn hình di chuột có nhiều nhiễu cũng đi theo. Mọi người cho em hỏi là thằng bạn em cách phục một cái tập máy rất là cục xúc. Cục vận xúc đấy. Tắt cái power của đằng sau luôn. Nói chung là cái cách tắt máy đấy. Cái đấy khi nào đơ quá chị cũng làm thế. Cái đấy thì tất nhiên rồi. Không còn giải pháp nào nữa. Nhưng mà cái cách tắt đấy nó rất là hại cho máy. Nó kiểu nó một phát cắt nguồn, như kiểu cắt luôn nguồn sống ấy. Cắt luôn nguồn sống mà không hề báo gì cho CPU, cho RAM, cho tất cả mọi thứ ấy. Sẽ khiến cho cái sự mất đồi ngủ như thế, khiến cho ảnh hưởng tới cả CPU, cả mainboard, cả RAM, chị nghĩ là cả tất cả mọi thứ. Tất cả, kể cả cảm hình nữa nhá. Thì cái vấn đề của bạn ấy có hai trường hợp. Trường hợp tệ nhất đi, mình nói chi xấu với bạn đi, là bạn đang hỏng cả màn hình rồi. Thì bạn phải check xem, mà bạn lướt search Google là artifact, graphics card artifact, và xem cho là cái tín hiệu của bạn ấy nó có bị giống như là những cái hình trên đấy không. Nếu mà giống ấy, xin chia buồn với bạn là bạn hy sinh một em cạch rồi. Thứ hai là chỉ đơn giản là hỏng về cái màn hình thôi, hoặc là dây màn hình, hoặc là cổng kết nối ở trên cái cạch màn hình.
thì cái đấy nó dễ xử lý hơn. Nó là đổi dây hoặc là đổi cổng kết nối, đổi hoặc để đổi check mạng. Thử xem đúng không? Hoặc là đổi màn. Thế thì nói chung là bạn nên đem ra một cơ sở sửa máy tính gần gũi nhất với bạn hoặc là uy tín nhất với bạn, có giống như là hai con chúng mình vậy, để có thể check xem là đâu mới là phần hay phần gọi là hỏng. Bị lỗi. Còn nếu mà bạn muốn tự check ý, thì bạn có thể là cắm tháo cái cảng của bạn ra, cắm vào một máy tính khác, tháo cái màng của bạn ra, cắm vào một máy tính khác. Nói chung để check riêng từng thứ, từng thứ một để biết xem đâu mới là vấn đề chính xác ở đây. Thì hy vọng rằng bạn có thể thành công trong những bước checking của mình và nhớ là lần sau có vội như nào. Vội thì để máy ở đấy, việc gì phải tắt đúng không? Đúng PC rồi. Không tắt cũng được mà. Đúng thay rồi, vì đấy. Thay vì để nó tốn thêm một tí điện thì chúng ta đỡ mất một con cạc hay là một chiếc màn hình đúng không? Đúng rồi, đau lòng lắm. Nói chung đồ điện mình, tất cả đồ điện nhé, không chỉ là PC nhé, vẫn là không khuyến khích mọi người ngắt điện một cách đột ngột như vậy, kể cả những cái linh kiện điện lạnh các thứ bình thường. Đúng. Nó đều rất là hại con người mà tự nhiên nó bị nhạy cảm. Đúng rồi. Nó bị hỏng và nó kéo theo rất là nhiều hệ lụy, thế nên các bạn hãy lưu ý hơn trong cái quá trình sử dụng của mình để bảo vệ được cái sản phẩm của mình tốt hơn nhá. Bây giờ đến với câu hỏi câu hỏi cuối cùng rồi. Hôm nay trả lời nhanh quá. Đó, câu hỏi đến từ bạn BlackZ261 ở số cuối điện thoại chị ấy. Màn hình của mình thi thoảng bị tắt mất 2-3 giây rồi sáng lại là bị làm sao? Có thể nhá. Phương đưa ra giả thuyết cho bạn nào. Xem là các trường hợp nào. Trường hợp vật lý đi. Vật có thể lý. Bị lỏng dây à? Lỏng dây. Ok, cũng đúng. Tại vì kiểu có một số ổ điện hoặc là một số cái rắc cắm, đại loại là nó sẽ bị theo thời gian nó bị doãn à? Nói chung nó bị trượt. Nó bị trờn ren đi, nó không còn chắc chắn nữa. Kiểu nó như bị vậy. Nhờn đi. Thật ra nó chỉ kiểu hơi ngắc ngứa một tí thôi, nhưng mà cái nguồn điện nào của mình nó không ổn định nhá thì nó cũng gây ra cái hiện tượng đấy. Giống như kiểu mình cắm sạc các thứ thôi thì nó cũng có thể, hoặc là cái lỗi về phần mềm đi. Phần mềm. Lỗi ví dụ như là về driver đúng không? Driver. Đấy. Thì lỗi phần mềm ấy thì các bạn phải kiểm tra kỹ hơn thì hoàn có cái gỡ lại driver xong các thứ kiểu lại cài lại cái thứ kiểu đấy thôi. Cách đơn giản nhất là giống như kiểu là giúp máy chạy nhanh là cài lại Win đó hả? Cài lại Win kiểu vậy. Okay, cứ reboot, xóa đi làm lại từ đầu đúng không? Xóa hết đi. Gỡ driver như là câu hỏi thứ hai mà mình trả lời ấy, là dùng DDU để xóa hết driver đi cài lại. Tại vì là thường ví dụ như anh em có một số trường hợp như là kiểu thì nó đang chơi game xong đen xứ màn ấy, xong nó lại quay lại, xong đen màn nó lại quay lại ấy. Thì đấy là một cái tệ, trường hợp tệ cuối cùng ấy là hai cái rồi. Một là hỏng màn hình, hỏng cái nguồn màn hình ấy. Hỏng cái nguồn màn hình là, nguồn vào tức là nguồn, tức là kiểu cái chip nguồn trong đấy nó kiểu nó đang bị hỏng ấy, thế là nó cứ chập chờn ấy. Và thứ hai là bạn hỏng xứ nó cả đấy. Có khả năng thế, tại vì có những trường hợp bị như thế rồi. Giống như kiểu là cái tín hiệu nguồn vào của cái cam hình nó không tốt ấy, nó không được thanh lọc, nó không được tốt này, thì khiến cho cái cạch nó bị chập chờn như thế. Thế nên là lại phải test từng thứ một, test xem là cắm cái màn ở chỗ khác này, cắm cái cạch ở chỗ khác này, để check xem là cái gì mới là nguyên nhân khiến cho cái bộ máy của bạn tắt 2-3 giây xong lại bật lại như thế. Rồi, đấy là cách để giải quyết cái vấn đề của bạn nhá. Nói chung là một vấn đề xảy ra thì nó có rất là nhiều nguyên nhân. Đúng rồi, nhiều nguyên nhân lắm, chúng mình không thể nào mà nói luôn được. Nói chung là Hoàng với mình sẽ cố gắng chia sẻ những cái trường hợp có thể xảy ra, có thể là nguyên nhân cho cái hiện tượng của bạn, và sau đó bạn phải tự check, hoặc là bạn có thể mang ra đội ngũ kỹ thuật để các bạn ấy hỗ trợ mình check nhiều hơn. Nói chung là những câu hỏi ngày hôm nay thì nó không quá là thiên về kiểu tư vấn cụ thể về một cái gì đó kiểu sản phẩm combo này hay linh kiện này ở đấy trả lời mà. Cái này thì nó sẽ là gặp phải những cái trường hợp mà các bạn có thể gặp phải trong cái quá trình sử dụng, bởi vì muôn hình vạn trạng, mỗi người dùng máy tính một kiểu, nên nó sẽ gây ra những cái tác nhân với những cái hiện tượng khác nhau. Thì hy vọng là cái phần trả lời của mình với Hoàng sẽ giúp cho các bạn trong cái quá trình sử dụng mấy cái đồ đấy nó kiểu vui vẻ hơn, đỡ tốn tiền hơn. Biết đâu nhá, nhiều người bị kiểu gọi là thô thiển là bị luồng gà ấy. Có nghĩa là nó thường nó bị lỗi rất là nhỏ thôi, nhưng mà mình ra mang ra những cái cơ sở không uy tín, xong rồi người ta sẽ bảo hỏng nguyên cả cái này, hỏng nguyên cả cái kia, xong rồi có thể thay mới, mà trong khi họ có thể chỉ sửa cái đấy, xong rồi họ bán lại cuối đấy. Thế nên các bạn phải gọi như là tìm tất cả mọi cách để xử lý nó được, sau đó để mình tránh mất tiền vô ích. Em có gặp những trường hợp là bị rút lõi cơ đấy, tức là kiểu có người đem ra laptop sửa xong rồi rút mất một thanh RAM mà người đấy không biết, nó cũng thôi coi như là mất thanh RAM rồi. 4 năm sau em phát hiện ra. Đấy là làm ăn vớ vẩn đấy. Giống như kiểu là sửa xe máy, ngày trước sửa xe máy là phải ngồi chờ không, sợ nó thay hết linh kiện bên trong ấy, kiểu vậy. Nói chung là mình sẽ bị như thế. Rồi, còn trên đây là những cái phần trả lời của mình với Hoàng vừa nói chuyện vui với nhau thôi. Và trong kế hoạch sắp tới của Hacom thì chúng mình sẽ khai trương cơ sở chi nhánh mới tại Thanh Hóa, và Hoàng sẽ là người đến đó để trải nghiệm showroom mới, cũng như là giới thiệu cho mọi người về showroom Thanh Hóa sẽ có điểm gì đặc biệt hay là khác biệt so với những hay ho. Đấy, hay ho. Và có chắc chắn là hứa hẹn là rất là nhiều những cái phần quà
hấp đúng dẫn. Nói chung là lần này khai trương rất là uy tín luôn, sale nhiều kinh khủng luôn. Sale sủng cái kiểu như cả giờ vàng bán trên 50% luôn. Còn chương trình văn nghệ nhảy múa ca hát luôn, Merlin Dancing các kiểu nữa, nhiều lắm. Rồi, thế thì hy vọng rằng anh em có thể cảm thấy hài lòng với những câu trả lời của chúng mình. Và sang tuần tới thì sẽ là một chuyên mục khác, lại chuyên mục tư vấn nữa. Cái gì nhỉ? Để chúng mình... nói chung là anh em chờ nhá, chờ sang tuần sau nhá. Hoặc là mọi người thích mà bọn mình tư vấn về cái gì, mọi người có thể để lại comment ở dưới video này nhá. Và đừng quên là sub hệ sinh thái của Hacom, Hacom Quick Review, rồi TikTok, rồi Fanpage, các thứ nha. Ok. Xin chào, hẹn gặp lại anh em tại số tiếp theo nha.